chào các con. Trong phần 2 của chuỗi bài giảng ngày hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nốt về phần chuyên đề hàm số bậc nhất sang dạng số 2, đó là về vị trí tương đối của hai đường thẳng. Thì trong phần này chúng ta sẽ tập trung đi nghiên cứu về đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Thì đối với đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau thì có các vị trí tương đối như thế nào? Thì các con sẽ cùng quan sát với cô như sau. Về phần kiến thức thì đối với phần này, khi chúng ta có hai đường thẳng là đường thẳng D1 được cho bởi y bằng ax cộng b và đường thẳng D2 được cho bởi y bằng ax phẩy a phẩy x cộng b phẩy với a phẩy khác không. Vì sao lại có điều kiện a phẩy khác không ở đây? Thì như chúng ta đã biết ở bài học trước, đó là để hàm số là một hàm số bậc nhất thì điều kiện tối thiểu của nó quan trọng nhất chính là a và a phẩy phải khác không. Tiếp theo, các vị trí tương đối của hai đường thẳng thì bao gồm, thứ nhất, hai đường thẳng D1 và D2 song song với nhau, D1 và D2 trùng nhau và D1, D2 cắt nhau. Đối với trường hợp D1 song song với D2 thì chúng ta cùng quan sát về hệ số. Thứ nhất, hệ số của A. Các con cùng nhìn. Hệ số của A của hàm số đầu tiên của phương trình đường thẳng D1 sẽ phải bằng với hệ số của phương trình ở đường thẳng D2, chính là A bằng A phẩy. Và tiếp theo, hệ số B sẽ phải khác B phẩy. Tương tự như vậy, thì đối với hai đường thẳng trùng nhau thì ta thấy rằng các cặp hệ số này sẽ tương ứng bằng nhau, tức là A bằng A phẩy, còn B cũng sẽ bằng B phẩy. Đối với trường hợp D1, D2 cắt nhau thì khác hơn một chút, đó là chúng ta chỉ cần đi xét cái hệ số A này khác A phẩy thì nghiễm nhiên đường thẳng D1, D2 sẽ cắt nhau. Thì bây giờ thì cô và các con sẽ cùng nhau quan sát ví dụ sau đây. Cho biết vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau. Đối với trường hợp đầu tiên, đề bài cho ý A nhỏ, D1 được cho bởi y bằng 2x cộng 1 và D2 được cho bởi y bằng 2x trừ 3. Quan sát vào hai đường thẳng này thì theo như kiến thức ta đã nắm ở phần trên, đầu tiên, khi muốn biết vị trí tương đối của hai đường thẳng thì các con cần phải quan sát hệ số A. Hệ số A đối với đường thẳng D1 này chính là 2, còn của đường thẳng D2 này cũng là 2. Như vậy, ta thấy hai hệ số này bằng nhau, nó sẽ nằm ở trong trường hợp D1 song song với D2 hoặc là D1 sẽ trùng với D2. Sau khi ta xét xong cái điều kiện của A rồi thì các con sẽ cùng nhìn sang điều kiện của B. Ở đây, B đối với đường thẳng D1 là bằng 1, còn đường thẳng D2 là bằng âm 3. Như vậy, ta thấy là B này đã khác B phẩy rồi. Đối với trường hợp này, thì ta sẽ chọn một trong hai trường hợp ở trên. Vậy thì ứng với phần này thì ta thấy là nó sẽ trùng với trường hợp đầu tiên là D1 song song với D2. Vậy thì cô sẽ có cái cách giải như sau. Vì hệ số 2 bằng 2 và 1 khác âm 3, cho nên đường thẳng D1 sẽ song song với đường thẳng D2. Chúng ta cùng quan sát ví dụ 2. Ý B, D1 đường đề bài người ta cho bởi công thức y bằng âm 5x và D2 được cho bởi công thức y bằng 3x cộng 2. Thế trong trường hợp này, đầu tiên thì các con cần phải quan sát đến hệ số A. Hệ số A đầu tiên của đường thẳng D1 là âm 5, thế còn của D2 là 3. Vậy thì âm 5 khác 3. Thế rơi vào trong một trong ba vị trí tương đối này thì chắc chắn nó phải cắt nhau, D1 cắt D2. Cô có lời giải như sau. Vì âm 5 khác 2 cho nên D1 sẽ cắt D2. Rất đơn giản, vị trí tương đối như vậy thôi. Thế thì quan sát ví dụ tiếp của phần C thì các con sẽ nhận xét cho cô xem là nó có gì khác đối với những phần trên không nhé. Đối với câu C, đề bài người ta cho hàm số bậc nhất D1, đường thẳng D1 cho bởi công thức 2x cộng 4y bằng 2 và D2 cho bởi y bằng âm 1/2x cộng với 1/2. Nhận xét ở đây mình thấy là đối với đường thẳng D1 thì nó đã có dạng hàm số bậc nhất hay chưa? Thì cùng quan sát, đối với hàm số bậc nhất thì bao giờ người ta cũng được cho bởi là y bằng ax cộng b. Thì tuy nhiên ở trong phương trình của D1 này thì người ta mới cho là 2x cộng 4y bằng 2. Như vậy là chưa có dạng của hàm số bậc nhất. Thế thì nếu như chưa có dạng của hàm số bậc nhất, vậy để xét theo đúng như ba bước ở trên, ba trường hợp vị trí tương đối ở đây thì chúng ta cần phải đưa nó về theo dạng tổng quát của hàm số bậc nhất. Như vậy thì đối với phần này, thế con nhận xét rằng là 2x cộng 4y bằng 2, làm thế nào để ta đưa về hàm số bậc nhất?
Thì đầu tiên, cô có thể chú ý với các con như sau. 2x cộng 4y bằng 2. Như vậy, để đưa về hàm số bậc nhất, ta phải giữ cố định biểu thức có chứa giá trị y. Còn tất cả những vế chứa x và chứa hệ số thì ta sẽ chuyển sang vế bên tay phải. Thì đầu tiên cô sẽ có này. Như vậy 4y cô giữ nguyên. Về bên này thì cô chuyển thành âm 2x cộng với 2. Sau đó để về bên trái chỉ chứa y theo đúng như dạng của hàm số bậc nhất thì chúng ta sẽ chia cả hai vế này cho. Như vậy thì ta sẽ được là âm 1/2x cộng với 1/2. Thế thì sau khi ra được đường thẳng D1 có dạng như thế này thì ngay lập tức cùng quan sát, D1 có dạng là y bằng âm 1/2x cộng với 1/2. So sánh với các hệ số của đường thẳng D2, ta thấy là A bằng A phẩy chưa? Bởi vì âm 1/2 bằng âm 1/2 này. Tiếp so sánh đến giá trị của B thì 1/2 của đường thẳng D2 này cũng bằng 1/2 của đường thẳng D1. Như vậy thì các con sẽ cùng quan sát lời giải như sau. Vì D1 được phân tích ra đúng là dạng là y bằng âm 1/2x cộng 1/2, cho nên đường thẳng D1 sẽ phải trùng với đường thẳng D2. Điều này là thuộc vào cái trường hợp số 2, D1 trùng D2 ở đây. Vậy thì câu hỏi đặt ra là đối với một bài toán mà người ta chưa cho dạng của hàm số bậc nhất thì ta có bao nhiêu cách để xử lý phần này? Thì các con quan sát. Trong trường hợp này vừa rồi thì cô đã đi xử lý bằng cách đó là đưa về dạng tổng quát y bằng ax cộng b. Thế còn nếu như cô có cặp đường thẳng sau, nếu như D1 đề bài của cô có dạng ax cộng bi cộng c bằng 0. Đây cũng chính là một hàm số bậc nhất. Các con lưu ý cho cô nhé, đây cũng chính là một hàm số bậc nhất. Tuy nhiên, đối với dạng này thì nó tổng quát hơn. Và trong cái trường hợp mà D1 bằng giá trị như thế này, D2 đề bài người ta cũng cho là A'x cộng B'y cộng C' bằng 0. Vậy thì cách xét vị trí tương đối của nó có khác gì với phần trên hay không? Thì bởi vì đối với phần mà liên quan đến có dạng tổng quát của y bằng ax cộng b thì chúng ta thấy là chỉ cần đi so sánh a và a phẩy, b và b phẩy xem chúng bằng nhau hay khác nhau. Thế còn đối với dạng ở đây thì có dạng tổng quát chung của hàm số bậc nhất thì chúng ta sẽ đi xét lần lượt cho cô các cặp tỉ số giữa a trên a phẩy và b trên b phẩy, c trên c phẩy. Dựa vào các giá trị của từng tỉ số này thì chúng ta sẽ ra được vị trí tương đối của nó. Thì tương tự như thế này thì ta thấy rằng là bởi vì chúng ta đang sử dụng đến tỷ lệ cho nên mẫu số của chúng ta phải khác không. Như vậy các hệ số ở trong trường hợp này, hệ số A phẩy này, B phẩy này, cô xin lỗi, C phẩy sẽ phải khác không. Hoặc nếu như các con không xét tỉ số này, các con có thể xét là A phẩy trên A cũng được. Vậy thì nếu như giá trị nào nằm ở dưới mẫu thì giá trị ấy sẽ phải khác không. Vậy thì cô sẽ đưa ra cho các con về phần mở rộng như sau. Nếu như người ta cho hai đường thẳng D1 và D2 được cho bởi công thức như thế này thì các vị trí tương đối của nó sẽ được xác định thông qua các cặp tỷ lệ như sau. Đối với đường thẳng D1 song song với D2 thì tỷ số A trên A phẩy bằng B trên B phẩy và khác C trên C phẩy. Cái này hoàn toàn có thể chứng minh được dựa vào phần kiến thức nằm ở phần đầu. Tiếp theo, khi D1 trùng D2, có nghĩa là các giá trị hệ số này nó sẽ tương ứng bằng nhau hoặc là tỷ lệ với nhau. Thì trong phần này thì chúng ta sẽ sử dụng là tỷ lệ. A trên A phẩy sẽ phải bằng B trên B phẩy và bằng C trên C phẩy. Còn trường hợp cuối cùng là D1 cắt D2 thì A trên A phẩy sẽ phải khác B trên B phẩy. Vậy thì chúng ta sẽ phải linh hoạt trong việc xử lý đối với trường hợp liên quan đến vị trí tương đối của hai đường thẳng để kiểm tra xem là nó rơi vào trường hợp tổng quát hay là rơi vào trường hợp mà các hệ số của x và y không phải là một giống như ở phần tổng quát kia nữa. Thì để củng cố hơn về phần bài tập liên quan đến vị trí tương đối của hai đường thẳng thì cô và các con sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là bài tập áp dụng.
Như vậy thì thông qua phần kiến thức vừa rồi thì bây giờ cô và các con sẽ cùng chuyển sang phần bài tập áp dụng. Bài đầu tiên, đề bài cho hai hàm số y bằng m trừ 1x cộng 3 và y bằng 3 trừ m nhân x cộng với 1. Đề bài câu A người ta yêu cầu đó là với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số của hai đường thẳng này song song với nhau. Còn ý B là với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm số này là hai đường thẳng cắt nhau. Vậy thì đối với hai phần câu hỏi này thì đều liên quan đến vị trí tương đối của hai đường thẳng và yêu cầu là tìm giá trị của tham số m. Đối với bài toán liên quan đến tìm giá trị của tham số m mà liên quan đến vị trí tương đối của hai đường thẳng thì chúng ta vẫn lần lượt áp dụng kiến thức nằm ở phần trước để giải. Và quan tâm đầu tiên chính là liên quan đến hệ số A của x. Ở đây ứng với hàm số đầu tiên chính là m trừ 1, còn hệ số A của hàm số thứ hai chính là 3 trừ đi m. Vậy cách giải của phần A nhỏ này sẽ như sau. Đầu tiên thì chúng ta có để hàm số này có đồ thị là hai đường thẳng song song với nhau thì lần lượt ta sẽ chỉ ra hệ số A của hai phần sẽ tương ứng bằng nhau, còn hệ số B sẽ khác nhau. Để hai đường thẳng song song với nhau thì ta sẽ có điều kiện như sau. Điều kiện đầu tiên đó là hệ số m trừ 1 sẽ phải khác, sẽ phải bằng này 3 trừ m. Còn hệ số tiếp theo là 3 sẽ phải khác các 1. Và điều này thì luôn đúng. Sau khi các con giải cho cô phần đầu tiên m trừ 1 bằng 3 trừ m, như vậy ta sẽ thấy rằng là m sẽ bằng 2. Còn tiếp theo chúng ta sẽ ghi lại điều kiện 3 khác 1. Như vậy với giá trị của m bằng 2 thì hai hàm số này có đồ thị của nó song song với nhau. Ta sẽ kết luận. Thì phần kết luận này thì các con sẽ tự trình bày vào trong vở của mình cho cô. Chúng ta chuyển sang ý B. Thì đối với ý B, đề bài yêu cầu đó là với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số là hai đường thẳng cắt nhau. Thì đối với hai đường thẳng cắt nhau thì ta cũng so sánh giá trị của A. Vậy thì hai đường thẳng cắt nhau thì hệ số A của nó sẽ phải khác nhau. Chúng ta cũng sẽ trình bày như sau. Để hai đường thẳng cắt nhau thì trong phần cắt nhau này thì chúng ta nhớ rằng là chỉ có duy nhất điều kiện của A thôi. A chỉ cần khác A phẩy thì hai đường thẳng này sẽ cắt nhau. Thì tương ứng như thế thì ta sẽ có là M trừ 1 sẽ khác 3 trừ M. Từ đây suy ra M sẽ phải khác 2. Và sau đó các con cũng sẽ kết luận cho cô. Thì đối với hai bài ở ý A và ý B này thì ta thấy rằng cái việc xác định về vị trí tương đối của đường thẳng là rất dễ dàng, là ta chỉ cần áp dụng theo đúng kiến thức mà cô đã giới thiệu cho các con ở ngay phần đầu. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài toán số 2. Đối với bài 2, đề bài yêu cầu đó là tìm hàm số bậc nhất, biết đồ thị của nó là đường thẳng D đi qua điểm A có tọa độ là 0,5 và song song với đường thẳng y bằng 2x cộng 3. Vậy thì bài toán này có câu hỏi là tìm hàm số bậc nhất. Tìm hàm số bậc nhất có nghĩa là chúng ta sẽ đưa về dạng y bằng ax cộng b ở đây. Thì đối với cách giải bài này thì lần lượt một hàm số bậc nhất thì bao giờ chúng ta cần phải đi tìm hai giá trị, đó là hệ số a và hệ số tự do b. Cách giải của nó thì đối với ở đây thì mình thấy rằng xử lý thông qua hai bước. Thứ nhất là đồ thị này đi qua điểm a, và thứ hai là phải song song với đường thẳng y bằng 2x cộng 3. Cô sẽ có cách giải như sau. Đầu tiên,
khi tìm hàm số bậc nhất thì các con bao giờ cũng sẽ phải đặt cho cô cái hàm số đấy có dạng tổng quát. Vậy thì ta sẽ gọi hàm số bậc nhất có dạng y bằng ax cộng b. Và nhớ lại cho cô, đối với ở bài trước thì cô đã hướng dẫn cho các con đó là nếu như chúng ta gọi hàm số bậc nhất có dạng y bằng ax cộng b thì mặc định cái giá trị a ở đây thì nó đã phải khác không rồi. Còn nếu như cô chỉ gọi là gọi hàm số có dạng ax y bằng ax cộng b thì để nó làm số bậc nhất thì ta cần phải có điều kiện. Cho nên là ở phần này thì cô gọi trực tiếp luôn hàm số này là có dạng y bằng ax cộng b thì chúng ta phải nhớ cho cô đó là điều kiện của a là luôn luôn khác không. Sau khi chúng ta gọi xong dạng của đồ thị này thì cùng nhau đi xử lý. Thứ nhất, đồ thị này đi qua điểm A05, có nghĩa điểm A này sẽ thuộc vào đồ thị hàm số. Thì ta sẽ có như sau. Điểm A05 thuộc đồ thị hàm số nên ta sẽ thay tọa độ của điểm A vào hàm số này. Từ đấy ta sẽ có đó là 5 bằng A nhân 0 cộng với B. Sau khi ra được biểu thức này thì ta sẽ dễ dàng suy ra được giá trị của B sẽ bằng 5. Như vậy là ta đã kiểm tra xong và tính xong được giá trị của B. Vậy thì còn một giá trị hệ số của A nữa thì chúng ta sẽ xử lý bằng việc thông qua đường thẳng này sẽ song song với đường thẳng y bằng 2 cộng 3. Tiếp theo, đồ thị hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng y bằng 2x cộng 3. Vậy thì ta đã biết rằng khi nó song song với đường thẳng y bằng 2x cộng 3 thì hệ số A của nó sẽ phải bằng 2. Còn hệ số B của nó thì ở trên mình đã tính ra được bằng 5. Và 5 này thì chắc chắn là sẽ khác 3 rồi. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng suy ra được thì hệ số A sẽ phải bằng 2. Sau khi chúng ta ra được B bằng 5 và A bằng 2 thì từ đó ta sẽ kết luận vậy hàm số cần tìm là y bằng 2x cộng 5. Xong. Từ đây thì chúng ta thấy rằng là việc xác định hàm số bậc nhất dựa vào các vị trí tương đối của nó cũng rất dễ dàng và ta sẽ trình bày theo giống như cách mà cô đã hướng dẫn cho các con. Thì vừa rồi các cô và các con đã cùng nhau đi tìm hiểu về phần đấy là liên quan đến vị trí tương đối của hai đường thẳng. Lúc nãy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã xử lý về phần song song rồi. Thì bây giờ liên quan đến bài toán của hai đường thẳng cắt nhau thì đối với hai đường thẳng cắt nhau thì nó sẽ có giao điểm chung đúng không? Vậy thì tìm giao điểm chung của hai đường thẳng này thì chúng ta xác định như thế nào? Thì cô và các con sẽ cùng đi tìm hiểu sang bài toán tìm giao điểm của hai đường thẳng. Vậy thì muốn tìm giao điểm của hai đường thẳng thì trước tiên hai đường thẳng này phải có điều kiện là chúng cắt nhau đã. Sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt đi tìm được giao điểm của chúng thông qua bước như sau. Để tìm giao điểm của hai đường thẳng D1 có dạng là y bằng ax cộng b và D2 có dạng là y bằng a'x cộng b', với điều kiện là a' sẽ khác 0 thì ta sẽ thực hiện theo các bước như sau. Bước đầu tiên, chúng ta cần phải tìm điều kiện để hai đường thẳng này cắt nhau. Bước thứ hai, chúng ta sẽ đi xét phương trình hoành độ giao điểm. Vì sao chúng ta lại cần đi xét phương trình hoành độ giao điểm? Bởi vì chúng ta biết rằng là hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm duy nhất,
Cho nên hoành độ của điểm đấy cũng chính là nghiệm của phương trình số 1 ở đây. Sau khi ta đã giải được cái phương trình này và tìm ra được hoành độ của điểm đó thì ta sẽ sang bước thứ 3. Bước thứ 3 này thì ta thay hoành độ này vào D1 hoặc D2. Vì sao thì các con lại cần phải thay vào D1 hoặc D2? Đó là bởi vì đường thẳng, hai đường thẳng cắt nhau tại giao điểm thì giao điểm này cùng thuộc vào hai đường thẳng, tức là cùng thuộc vào D1 hoặc D2. Cho nên là ta thay tọa độ của điểm đó vào đường thẳng nào cũng được. Sau khi ra được tung độ của giao điểm này thì chúng ta sẽ kết luận điểm cần tìm. Bây giờ thì các con sẽ cùng quan sát cho cô ví dụ sau. Đề bài yêu cầu đó là tìm giao điểm của hai đường thẳng D1 y bằng x cộng 2 và D2 y bằng 4 - 3x. Cách làm thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra điều kiện để xem hai đường thẳng này có cắt nhau hay không nhé. Để hai đường thẳng cắt nhau thì hệ số A sẽ phải khác A phẩy, có nghĩa là ở đây hệ số của x trong D1 sẽ là 1, khác với hệ số của x trong D2 chính là -3. Như vậy hai đường thẳng này đã cắt nhau rồi. Từ đây thì chúng ta bắt đầu đi tìm cái phương giao điểm của đường thẳng. Thì sau khi xác định được chúng cắt nhau thì các con chỉ cần làm như sau. Xét phương trình hoành độ giao điểm. Xét phương trình hoành độ giao điểm của D1 và D2. Ta có đường thẳng D1 thì sẽ có tọa độ là, có phương trình là x cộng với 2 bằng với 4 - 3x. Dựa vào phương trình hoành độ giao điểm này thì các con sẽ suy ra được cho cô giá trị của x. Như vậy, x ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bằng 1/2. Sau khi chúng ta ra được giá trị x bằng 1/2 thì theo như bước số 3 thì ta sẽ thay nó vào phương trình D1 hoặc D2 để suy ra tung độ của giao điểm. Từ đây ta sẽ có thay x bằng 1/2. Các con chọn cho cô đường thẳng D1 cũng được và D2 cũng được. Thì ở đây cô sẽ chọn đơn giản nhất là ta sẽ thay vào D1. Sau khi thay x bằng 1/2 vào D1 thì ta sẽ có y sẽ bằng 1/2 cộng với 2. Như vậy suy ra y của chúng ta sẽ bằng 5/2. Khi chúng ta đã có x và có y rồi thì ta sẽ kết luận tọa độ giao điểm. Vậy giao điểm cần tìm là ở đây cô có thể chọn là điểm M hoặc bất kỳ một điểm nào thì tên gọi của nó các con có thể đặt thoải mái và tùy ý. Điểm M ở đây sẽ có hoành độ là 1/2 và tung độ sẽ là 5/2. Như vậy thì bài toán tìm giao điểm thì chúng ta áp dụng theo các bước như sau. Đầu tiên thì các con cần phải kiểm tra xem hai đường thẳng này đã cắt nhau hay chưa. Muốn tìm xem là nó cắt nhau thì chúng ta sẽ dựa vào điều kiện của hệ số A. Nếu như ta nhận thấy rằng nó đã cắt nhau rồi thì ta xét luôn phương trình hoành độ giao điểm và từ đấy tìm được hoành độ. Sau khi tìm xong hoành độ của giao điểm, ta thay lại vào một trong hai đường thẳng, từ đó suy ra tung độ. Điều cuối cùng mà chúng ta kết luận giao điểm là ta chỉ cần chọn tên gọi một điểm bất kỳ thôi và bổ sung tọa độ của điểm đó vào. Chúng ta vừa làm xong ví dụ. Thì đối với trong chương trình thi học kỳ của các con thì không chỉ dừng lại ở việc đấy là xử lý liên quan đến bài toán vị trí tương đối của hai đường thẳng hay là bài toán tìm giao điểm, bởi vì phần này nó rất dễ. Vậy thì mức độ ở trong đề thi học kỳ của các con sẽ được tương ứng với phần bài tập áp dụng mà ngay sau đây thì cô sẽ cùng với con đi tìm hiểu nhé.
Đối với phần bài tập áp dụng thì ở bài số 3 này thì cô cho các con bài toán bao gồm 3 ý như sau. Thứ nhất, cho hàm số m có phương trình đó là y bằng m cộng 1x cộng 3, với m là tham số. Điều kiện ở đây người ta cho sẵn là m khác âm 1. Vì sao lại có điều kiện này? Để cho hàm số này có dạng của hàm số bậc nhất luôn rồi. Có đồ thị là đường thẳng D1. Tìm m đầu tiên đề cho là cắt đường thẳng D2 tại điểm có hoành độ bằng âm 2. Như vậy thì nó đã cho sẵn hoành độ của giao điểm. Ý B, D1 cắt đường thẳng D3 tại một điểm nằm trên trục tung. Thế nào là điểm nằm trên trục tung? Khi một điểm nằm ở trên trục tung thì có nghĩa là hoành độ của nó sẽ phải bằng 0, còn tung độ sẽ là một giá trị tùy ý. Câu thứ 3, ý C, D1 cắt D4 tại một điểm nằm ở bên trái trục tung. Và các bạn, nhiều bạn sẽ đặt ra câu hỏi đấy là thế nào là một điểm nằm ở bên trái trục tung? Ta biết rằng là một điểm nằm bên trái trục tung thì bao giờ cái giá trị của nó, hoành độ của nó cũng sẽ phải mang giá trị âm. Còn nằm ở bên phải trục tung thì giá trị x của nó sẽ phải mang giá trị dương. Thì các con sẽ quan sát trên hình vẽ cho cô. Nếu như cô có trục tọa độ như sau, Oxy. Nếu như giao điểm bất kỳ của hai đường thẳng mà nằm ở phía bên này, bên trái trục tung, thì ta nhận thấy rằng là hoành độ của nó sẽ nằm ở vị trí này, có nghĩa là x này sẽ phải nhỏ hơn 0. Nếu như giao điểm nằm ở phía bên phải trục tung thì hoành độ lúc này dòng xuống, mình thấy rằng là x lúc này sẽ phải lớn hơn 0. Còn nếu như nó yêu cầu đấy là nằm ở trên trục tung, trục tung có nghĩa là trục Ox ở đây, nằm ở trên trục tung, thì x mình sẽ thấy rằng là x sẽ bằng 0. Vậy thì đây là một cái mô tả rõ nhất để cho các con hình dung ra về vị trí của giao điểm ở trên hệ trục tọa độ. Bây giờ chúng ta cùng đi vào giải ý A nhỏ. Đề bài cho đó là kiểm tra đường thẳng này cắt tại điểm có hoành độ bằng âm 2. Vậy làm thế nào để tìm được giá trị của m? Thì chúng ta cùng quan sát. Đối với ý A nhỏ này, khi nó cho tại điểm có hoành độ bằng âm 2, như vậy thì tung độ của nó mình sẽ chỉ cần đặt là Y0 thôi. Còn nếu như đã cho sẵn là hoành độ bằng âm 2 như thế này, thì bởi vì giao điểm này cũng thuộc vào đường thẳng D2, cho nên ngay lập tức chúng ta có tìm được tung độ của điểm đấy không nhỉ? Chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được. Vậy thì cách giải như sau. A nhỏ, giao điểm của D1 và D2 là điểm có hoành độ bằng âm 2. Nên tung độ điểm đó là ta sẽ thay x bằng âm 2 vào phương trình của D2. Từ đây mình sẽ suy ra như sau. Y bằng âm của âm 2 cộng với 2. Vậy suy ra Y sẽ bằng 4. Như vậy thì giao điểm này sẽ có tọa độ là âm 2 và 4. Từ đây mình sẽ có suy ra M có tọa độ là âm 2, 4 là giao điểm của D1 và D2. Ta sẽ thay tọa độ của điểm M này vào phương trình của D1, để từ đó ta sẽ suy ra được giá trị của M cần tìm. Như vậy ta sẽ có như sau. Thay tọa độ M vào D1, ta có
khi ta tọa độ M vào D1 thì ta sẽ được phương trình đó là 4 bằng M cộng 1 nhân với âm 2 và cộng với 3. Nhân phá ngoặc ra thì cô và các con sẽ cùng đi tìm giá trị của M. Thì đầu tiên bên này mình sẽ được đó là 4 bằng âm 2M trừ 2 cộng với 3, có nghĩa là cộng với 1. Hay suy ra giá trị của M. Ở đây giá trị của M sẽ bằng âm 3 phần 2. Vậy thì khi M bằng âm 3 phần 2 này, kiểm tra lại một lần nữa đối với điều kiện ở ban đầu, đề bài cho là M khác âm 1, đúng không? Như vậy thì đường thẳng này đã thỏa mãn điều kiện chưa nhỉ? Và chúng ta thấy là nó đã có thỏa mãn điều kiện là M khác âm 1 rồi. Và thứ hai nữa là D1 cắt D2 này rồi, thì ta thấy là hệ số A của X ở đây bằng âm 1. Và hệ số của ở phương trình của đường thẳng D2 sau khi chúng ta D1 sau khi chúng ta thay điểm M vào thì nó cũng thỏa mãn điều này. Như vậy chúng ta kết luận đây là thỏa mãn. Sau đó kết luận. Vậy M bằng âm 2 bằng âm 3 phần 2. Thì D1 cắt D2 tại điểm có hoành độ bằng âm 2. Xong. Sau khi chúng ta làm xong ý A này thì cô và con sẽ cùng chuyển sang ý B. Chúng ta chuyển sang ý B nhỏ. Ý B đề bài yêu cầu đó là D1 cắt đường thẳng D3 tại một điểm nằm ở trên trục tung. Như vậy đầu tiên chúng ta kiểm tra xem là khi D1 cắt D3 thì điều kiện của hệ số A, có nghĩa là M cộng 1 này, sẽ như thế nào. Thì khi đường thẳng mà cắt nhau thì ta thấy rằng hệ số A sẽ phải khác nhau. Vậy thì khi M cộng 1 này sẽ phải khác âm 3 thì điều kiện của M đầu tiên chúng ta sẽ có là để D1 cắt D3 thì điều kiện ở đây mình sẽ có là M cộng 1 sẽ khác âm 3. Sẽ khác âm 3 có nghĩa là M sẽ khác âm 4. Điều này chúng ta sẽ kết hợp với điều kiện ở phần đầu bài, đó là M khác âm 1. Thì như ở ý A vừa rồi thì cô bởi vì nó khá dễ cho nên là cô không nhắc lại nữa. Tiếp theo, sau khi chúng ta ra được là M khác âm 4 thì cùng quan sát điều kiện. Đề nó cho là cắt nhau tại một điểm nằm ở trên trục tung. Trên trục tung như vừa nãy cô giới thiệu cho các con thì có nghĩa là điểm này sẽ phải có hoành độ bằng 0. Từ đây giao điểm D1 và D3 là một điểm nằm ở trên trục tung, có nghĩa là nằm trên trục tung. Nên ta sẽ thay hoành độ x bằng 0 vào phương trình của đường thẳng D3. Để từ đấy chúng ta sẽ suy ra được giá trị của y. Nên thay x bằng 0 vào đường thẳng D3 thì chúng ta sẽ có y bằng âm 3 nhân 0 cộng với 2m. Như vậy lúc này ta sẽ suy ra được giá trị của y bằng 2m. Sau khi có y bằng 2m này rồi, ta sẽ thấy rằng là ta sẽ cho nó bằng với m cộng 1 x cộng với 3, tức là đi xét cái phương trình hoành độ giao điểm của nó tương ứng ấy. Từ đây mình có thay x bằng 0 cũng vào đường thẳng D1
thì ta có y sẽ bằng m cộng 1 nhân 0 cộng với 3 và bằng 3. Kết hợp hai điều này từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được đó là 2m bằng 3. Hay suy ra m sẽ bằng 3/2. Và khi m bằng 3/2 này rồi thì kết hợp điều kiện ở trên là m khác âm 4 và điều kiện ở phần đầu bài là m khác âm 1 thì ta thấy là nó thỏa mãn. Sau đó thì ta sẽ kết luận vậy m bằng 3/2 thỏa mãn yêu cầu đầu bài. Đây là bài toán có liên quan đến vị trí giao điểm của hai đường thẳng và cũng như là chúng ta sẽ xử lý giống như ở ý A. Tiếp theo là chuyển sang ý C cho cô. Chúng ta cùng chuyển sang ý C. Đối với ý C, người ta cho bài khó hơn đó là người ta cho chỉ cho vị trí của điểm giao điểm này nằm ở bên trái trục tung thôi. Cho nên thì chúng ta sẽ giải quyết nó bằng cách đó là ta sẽ đi tìm phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng. Từ đấy ta sẽ biến đổi để ra được hoành độ x. Sau đó thì ta sẽ kiểm tra nó để sao cho nó thỏa mãn điều kiện nằm bên trái trục tung. Đối với ý C, đầu tiên ta vẫn phải kiểm tra xem là đường thẳng này cắt nhau thì điều kiện của m là gì. Như vậy, để D1 cắt D4 thì điều kiện của cô cũng vẫn phải là m cộng 1 sẽ phải khác ở kia hệ số của đường thẳng này, hệ số của x bằng 1. Cho nên chúng ta sẽ có ở đây là m cộng 1 sẽ phải khác hơn 1. Hay là suy ra m sẽ khác không? Đây là điều kiện đầu tiên. Sau khi ra được điều kiện đầu tiên này rồi thì chúng ta sẽ đi xét phương trình hoành độ giao điểm. Xét phương trình hoành độ giao điểm. Của đường thẳng D1 và D4. Ta có như sau. Phương trình của D1 là m cộng 1 x cộng 3 sẽ phải bằng x trừ 7. Bởi vì mục tiêu của chúng ta đang phải đi tách cái lấy giá trị của x để sao cho có thể xử lý được đến là vị trí của điểm này nằm ở bên trái trục tung, tức là x này sẽ phải nhỏ hơn 0. Bây giờ ta sẽ nhóm hết những giá trị có nhân tử chung, ở đây là x. Vậy thì ta sẽ đặt như sau. Đặt x ra ngoài. Thì bên trong ngoặc cô sẽ được như sau, đó là m cộng 1. X đã chuyển về sang với bên kia thì tức là ta sẽ phải trừ đi 1 bằng âm 7 trừ 3. Sau đó rút gọn. Như vậy thì x nhân với m sẽ bằng với âm 10. Và bởi vì ta đã có điều kiện là m khác 0 cho nên các con dễ dàng lấy âm 10 chia cho m cho cô. Từ đây ta sẽ rút ra được giá trị của x sẽ bằng âm 10 phần m. Khi ta đã rút được giá trị của x theo m rồi thì kiểm tra theo điều kiện đầu bài, ta có để D1 cắt D4 tại điểm nằm bên trái trục tung thì như vậy ta sẽ suy ra được đó là giá trị hoành độ x sẽ phải nhỏ hơn 0 bởi vì nó nằm ở bên trái trục tung.
Kết hợp với điều kiện ở trên, ta đã rút ra được là âm 10 x bằng âm 10 phần m. Như vậy, suy ra âm 10 phần m sẽ phải nhỏ hơn 0. Mà ta thấy rằng trên tử số là bằng âm 10, âm 10 luôn là một số nhỏ hơn 0 rồi. Vậy thì để cả biểu thức này nhỏ hơn 0 thì mẫu số m này sẽ phải là số lớn hơn 0. Như vậy, 2 suy ra m sẽ phải lớn hơn 0. Thì đồ thị hàm số của D1 sẽ cắt D4 tại điểm nằm ở bên trái trục tung. Vậy thì sau khi chúng ta ra được giá trị của m này rồi thì các con không được phép kết luận ngay điều kiện là m lớn hơn 0, mà chúng ta sẽ phải kết hợp với điều kiện ở phần trên và điều kiện của đầu bài ở phía bên này. Đề người ta cho đó là m đã khác âm 1. Vậy kết hợp điều kiện đầu bài. Kết hợp điều kiện suy ra m sẽ lớn hơn 0 và m phải khác âm 1. Và ta thấy rằng là m khác âm 1 này đã thỏa mãn điều kiện ở đây chưa? Bởi vì khi m lớn hơn 0 thì nó đã hoàn toàn khác âm 1 rồi, cho nên chúng ta chỉ cần là m lớn 0 đã thỏa mãn điều kiện. Suy ra m lớn hơn 0 thỏa mãn yêu cầu đầu bài. Như vậy thì sau một hồi biến đổi thì ta thấy rằng đối với bài toán liên quan đến vị trí của giao điểm thì nó có một số vị trí như sau. Thứ nhất, nếu như đề bài cho sẵn hoành độ của giao điểm thì chúng ta sẽ giải quyết giống như ý A. Đối với ý B thì lại cho vị trí của giao điểm này nằm ở trên trục tung. Còn ý C thì cho vị trí giao điểm nằm ở bên trái trục tung. Vậy thì ngoài những vị trí của giao điểm như cô đã hướng dẫn cho các con ở ý ABC thì còn có những vị trí nào khác thì cô và các con sẽ cùng quan sát một số chú ý sau, thì cô sẽ biểu diễn thành bảng. Cô có bảng như sau. Đối với bảng chú ý về vị trí tương đối của giao điểm hai đường thẳng với các trục tọa độ thì cô mô tả bằng bảng. Đầu tiên, vị trí giao điểm của điểm M x0 y0 thì ở đây cô sẽ có một số vị trí như sau. Vị trí đầu tiên đó là giao điểm MX0, Y0 này nằm ở bên trái trục tung. Hoặc đề bài người ta có thể cho đấy là có hoành độ âm. Thì liên quan đến phần này thì ta sẽ có đó là điều kiện tương ứng. Các con sẽ chỉ ra cho cô là X0 này sẽ phải nhỏ hơn 0. Thứ hai, vị trí tương đối thứ hai đó là nằm ở bên phải trục tung. Khi nằm ở bên phải trục tung có nghĩa là nó sẽ có hoành độ dương. Và khi có hoành độ dương thì X0 này sẽ phải lớn hơn 0. Câu hỏi thứ ba đề bài có thể ra đó là nằm ở bên trên trục hoành. Ta biết rằng trục hoành là trục OX và nằm ở bên trên trục hoành có nghĩa là tung độ của nó sẽ phải dương. Khi tung độ dương thì ta sẽ được điều kiện là Y0 lớn hơn 0. Đối với ý tiếp theo, nằm ở bên dưới trục hoành. Khi giao điểm này mà nằm ở bên dưới trục hoành có nghĩa nó sẽ có tung độ âm và Y0 này sẽ phải nhỏ hơn 0. Và đối với ở ý B lúc nãy thì chúng ta thấy rằng là đã xử lý được phần đó là nằm ở bên trên trục tung là x bằng 0 rồi. Thế còn có một ý nữa đó là nằm ở bên trên trục hoành thì điều kiện là gì? Thì cùng quan sát bảng thì ta thấy rằng điều kiện tương ứng của nó sẽ là Y0 bằng 0. Bởi vì trục hoành ở đây chính là trục OX. Một điểm mà nằm ở trên trục OX thì tất nhiên là tung độ của nó sẽ phải bằng 0. Vậy thì đối với những vị trí tương đối của điểm đối với trục tọa độ thì tùy vào từng bài mà các con sẽ áp dụng cho cô linh hoạt cái phần điều kiện này nhé. Sau bài toán này thì chúng ta sẽ có chuyển sang phần tiếp theo. Thì phần tiếp theo thì chúng ta sẽ học trong bài sau. Thì cô xin chào các con và hẹn gặp lại các con trong bài toán sau nhé.